quan vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, khiến một người tử vong và 5 người bị thương. Sáng qua, Công an quận Nam Từ Liêm đã thông tin về động cơ của nghi phạm phóng hỏa. Qua điều tra, lực lượng công an đã tạm giữ đối tượng Trần Thị Thanh Hải, quê Nam Định, vì hành vi cố ý gây hỏa hoạn. Hải khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với bạn trai đang sinh sống tại khu nhà trọ này nên có ý định đốt xe máy của người thân anh này để trả thù. Tuy nhiên, đám cháy đã lan rộng ngoài mức kiểm soát, khiến 6 người thương vong do ngạt khói và hàng chục chiếc xe máy bị cháy. Công an cũng xác định đối tượng Hải sức khỏe bình thường và không mang thai như lời khai trước đó. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục điều tra xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.